Chào mừng các bạn đến với tutorial hướng dẫn tiếp theo. Mình là Đình Quân và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chèn logo vào video trong Photoshop Producer. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để chèn logo. Cách đầu tiên là sử dụng caption trong có sẵn trong Photoshop và cách thứ hai là sử dụng hình ảnh để làm logo. Bước đầu tiên các bạn mở phần mềm Photoshop lên. Các bạn bấm vào phần caption, ấn cho mình dòng chữ cần làm logo. Ở đây mình chẳng hạn, các bạn bấm OK. Các bạn có thể tùy chọn vị trí đặt logo ở đâu. Tiếp tục các bạn bấm chuột phải vào layer chứa chữ cần làm logo, các bạn chọn Global Show Caption. OK, đó là cách thứ nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hình ảnh để làm logo. Các bạn bấm vào phần Music, tiếp tục chọn phần Watermark. Các bạn bấm chọn Brow, tìm đến thư mục chứa ảnh làm logo. Các bạn chú ý ở đây là những thông số các bạn có thể tùy chỉnh về màu, về độ trong suốt, cũng như ở đây là kích thước tọa độ để đặt logo. Đây mình opacity mình là độ trong suốt thì mình của logo mình sẽ chỉnh về 100% để mức chuẩn nhất, và kích thước thì mình cũng sẽ giảm lại vừa. Và các bạn có thể dùng giữ chuột để điều tới vị trí bất kỳ. Và nếu như cảm thấy ưng ý, đã ưng ý thì các bạn chọn OK. Vậy là xong cách thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like và đăng ký channel YouTube của mình để có thể update những hướng dẫn mới nhất cũng như để download các style hay project producer.